Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành với chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 9, nhằm ngày 15 tháng 8 âm lịch là ngày Tết Trung thu. Thay mặt ekip thực hiện chương trình, xin gửi lời chúc quý khán giả gần xa và nhất là các em thiếu nhi có một mùa Tết đoàn viên, ấm áp, yên vui để xua tan đi những khó khăn, mất mát mà dịch bệnh COVID-19 đã gây ra. Bây giờ sẽ là những nội dung có trong chương trình thời sự ngày hôm nay. Long An chuyển trạng thái phòng dịch toàn tỉnh xuống chỉ thị 15. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, Bộ Y tế đã đồng ý rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine AstraZeneca. Trong phần tin thế giới, Mỹ nới lỏng hạn chế đi lại với Liên minh châu Âu và Anh. Thưa quý vị, sau nhiều tháng nỗ lực khống chế và dập dịch, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Long An đã cơ bản được kiểm soát. Với kết quả này, kể từ 0 giờ hôm nay, ngày 21 tháng 9, toàn tỉnh Long An đã chuyển sang trạng thái phòng dịch mới theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một tín hiệu lạc quan và là động lực để đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An tiếp tục chung sức đồng lòng sớm đẩy lùi COVID-19 để trở về trạng thái bình thường mới. Tại thành phố Tân An, lực lượng chức năng đang tiến hành tháo dỡ tất cả các chốt liên xã phường để nhanh chóng trả lại hiện trạng ban đầu trước khi giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Tuy nhiên, các trạm chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 giữa các xã phường khác màu hay liên huyện và cửa ngõ ra vào Long An và các tỉnh thành phố vẫn luôn được duy trì và kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào địa bàn. Mặc dù các chốt trong nội thành phố Tân An được tháo dỡ, tuy nhiên thì lực lượng chúng tôi sẽ phối hợp các ban chỉ đạo các xã phường, các lực lượng sẽ tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hạn chế ra đường, không tập trung đông người để chuyển cho Tân An trở lại trạng thái bình thường mới. Hơn 2 tháng phải ở nhà do giãn cách nên khi được nới lỏng thì lượng người và phương tiện trên các tuyến đường trong nội ô thành phố Tân An là rất đông. Chính vì thế, nếu không có những biện pháp siết chặt từ chính quyền, cộng với sự chủ quan từ phía người dân, thì nguy cơ bùng phát dịch trở lại là rất lớn. Còn tại Bến Lức, niềm vui được nới lỏng sau nhiều tháng giãn cách xã hội đã khiến cho người dân ra đường vào thời điểm này có phần đông đúc hơn. Mọi người bắt đầu ra đường để mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt. Đúng rồi, phải cảnh giác đề phòng rồi đó, là thêm là ý thức của người dân thôi. Vậy thôi, mình cũng ra đường đeo khẩu trang, sát khuẩn rồi này nọ cả cái. Thế không mấy nữa, thí dụ mà bị nữa, một lần nữa thì nó sẽ giãn cách lên chỉ thị 16 hoặc 16 cộng gì đó thì dân càng ngày càng khổ thôi. Biết trước nhu cầu ra đường của người dân hôm nay là rất lớn, do đó huyện Bến Lức đã chủ động tổ chức nhiều đoàn kiểm tra liên ngành để tuần tra, nhắc nhở các khu vực tập trung đông người phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu và không quá 10 người khi mua sắm hoặc giao dịch các dịch vụ cần thiết. Bà con hôm nay là thực hiện 16 là ở nhà nhiều rồi, cho nên họ khi mà bung ra thì họ rất cần các dịch vụ thiết yếu. Chúng tôi cũng mở các cửa hàng cũng vậy, đều nhắc nhở hết cho bà con thực hiện tốt cái 5K này. Ngoài cái đoàn liên ngành, hai đoàn liên ngành của huyện rồi đó, thì chúng tôi cũng có những cái đoàn của xã. Đoàn liên ngành của huyện tập trung những cái xã trọng điểm như thị trấn, thị tứ, những nơi đông dân cư để mà nhắc nhở thường xuyên thì phải thực hiện đúng cái giãn cách 5K để đảm bảo không có tái dịch trở lại. Mặc dù đã được nới lỏng, thế nhưng lưu lượng người và phương tiện tại các địa phương trong tỉnh vẫn còn rất nhiều. Do đó, để đảm bảo an toàn, mọi người dân không nên chủ quan lơ là, nên hạn chế tập trung đông người, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Và 5K chính là nguyên tắc bắt buộc ở mọi lúc mọi nơi. Bởi điều này không chỉ bảo vệ được sức khỏe của chính chúng ta mà còn duy trì được những thành quả chống dịch của toàn tỉnh đang ngày đêm nỗ lực để có được như hiện nay. Thưa quý vị, tuy hiện nay Long An đã nới lỏng giãn cách nhưng mối nguy do dịch bệnh COVID-19 vẫn còn. Do đó, dù đang thực hiện chỉ thị số 15 thì tất cả mọi người cũng phải tuyệt đối không nên chủ quan, lơ là và tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng dịch để giữ vững thành quả đạt được. Suy nghĩ này được nhiều người dân đồng thuận, chia sẻ khi tỉnh nhà bước vào giai đoạn phòng dịch mới. Chúng chỉ thị 15 này thì cho nó mở chốt này kia đó, là dân người ta rất mừng. Nó đi với những đền thờ có thể mà có cuộc sống người ta kéo lại, những mà người ta có tiền thì người ta sống được. Còn những người mà ta làm bữa nào ngày đó, ta ngày đó, bây giờ ta nhốt lên mấy tháng trời rồi. Bây giờ người ta cũng rất căm khổ, ngay trên mặt đó. Nhưng mà trên nhà nước thì nó hỗ trợ mức nào thôi, chứ không có thể đó.
nhưng mà cái chợ sáng mới mở như vậy đó là cho dân ta rất mừng. Theo chỉ thị 15 á, thì tôi thấy bản thân tôi bây giờ đã giãn cách rồi, tôi rất là vui. Mà trong cái vui đó là tôi rất lo cho bà con, những người ta cũng còn một số người ta bệnh. Trong thời gian tới này là mình cũng phải là giữ cũng như là 5K. Tôi rất tin tưởng, mà cô lập càng gọn lại càng chặt lại càng tốt. Cũng như trái dưa hấu vậy đó, là ở ngoài xanh chành nhưng mà ở trong đỏ thì đỏ, mình gói cho chặt lại. Coi như mà hồi lúc chỉ thị 16 á, là mình ship tới nhà thôi, rồi xong mà xuống chỉ thị 15 thì được buôn bán bình thường. Nói chung là hôm nay ai cũng vui hết trơn, người mua mà người bán cũng vui, rồi nông dân cũng vui. Còn tại huyện Cần Đước, ngay sau khi xuống chỉ thị 15, nhiều người dân trong huyện đang rất vui mừng, phấn khởi khi được nới lỏng giãn cách. Đến nay, huyện đã có 16 trên 16 xã thị trấn đạt tiêu chí vùng xanh. Toàn huyện sẽ bắt đầu thực hiện lộ trình trở lại cuộc sống bình thường mới, từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Huyện sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội thận trọng, chặt chẽ, đồng bộ, không nóng vội nhằm bảo đảm an toàn và phù hợp theo từng địa điểm, từng địa bàn. Sau hơn 2 tháng tạm ngưng phục vụ để phòng chống dịch bệnh COVID-19, bắt đầu từ hôm nay 21 tháng 9, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An và Trung tâm Hành chính công cấp huyện đã hoạt động trở lại bình thường. Theo đó, các đơn vị này hoạt động lại trên cơ sở đảm bảo an toàn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trung tâm và khách hàng đến giao dịch. Đồng thời, khuyến khích khách hàng nộp và trả kết quả theo hình thức trực tuyến để hạn chế tập trung đông người. Trong cái giai đoạn hiện nay thì là ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và bưu chính công ích đối với những cái hồ sơ mà cung ứng mức độ 3, mức độ 4. Những hồ sơ còn lại thì là sẽ giải quyết trong những cái trường hợp rất là cấp bách mà liên quan tới cái quyền lợi hợp pháp của người dân. Ngoài ra, các đơn vị cũng tổ chức phân luồng lối ra vào của khách hàng theo quy trình một chiều khép kín và thường xuyên điều tiết số lượng khách hàng trong khu vực tiếp nhận hồ sơ không quá 30 người cùng một thời điểm, bố trí vị trí ngồi chờ của khách hàng đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 mét. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho những người đã tiêm vaccine tham gia các hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh xã hội trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã có văn bản triển khai tạm thời việc sử dụng thẻ COVID trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn tỉnh kể từ ngày hôm nay và cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, thẻ xanh COVID dành cho cá nhân đã tiêm đủ 2 mũi với loại vaccine 2 mũi và đủ 1 mũi với loại vaccine 1 mũi và đều phải đủ 14 ngày sau khi tiêm. F0 được điều trị tại cơ sở y tế tại nhà đã khỏi bệnh và đã được cơ sở y tế, trung tâm y tế cấp giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận hoàn thành điều trị không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy. Đối với thẻ vàng COVID sẽ dành cho cá nhân đã tiêm 1 mũi vaccine, đối với loại vaccine phải tiêm 2 mũi và đủ 14 ngày sau khi tiêm. Thẻ COVID sẽ có giá trị thay thế giấy đi đường. Thẻ xanh COVID được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh. Đối với thẻ vàng COVID sẽ được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp huyện, trừ các địa bàn đang áp dụng biện pháp hạn chế sự di chuyển để phòng chống dịch bệnh. Đối với người chưa đáp ứng điều kiện các thẻ COVID, nếu học sinh sinh viên sẽ được di chuyển hàng ngày từ nơi ở đến nơi học, trường hợp nơi ở và nơi học khác địa bàn cấp huyện thì phải có giấy xác nhận của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Đối với người dưới 18 tuổi và người chống chỉ định tiêm vaccine được Trung tâm Y tế cấp huyện cấp giấy xác nhận, hạn chế di chuyển ra khỏi địa bàn cấp xã. Trường hợp cần thiết phải di chuyển ra khỏi địa bàn cấp xã trong phạm vi của cấp huyện thì phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong thời hạn 72 giờ. Thưa quý vị, sau khi ghi nhận 31 trường hợp công dân lao động di chuyển từ các tỉnh thành phố thuộc vùng Đông Nam Bộ qua địa bàn tỉnh Long An để trở về các tỉnh thành phố thuộc vùng Tây Nam Bộ, trong ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang về việc phối hợp tổ chức đón người dân có nhu cầu trở về địa phương. Hiện tại, các trường hợp trên đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An bố trí nơi ở, theo dõi, chăm sóc sức khỏe, xét nghiệm theo đúng quy định của Bộ Y tế. Những công dân này mong muốn được trở về địa phương trong thời gian sớm nhất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An xây dựng kế hoạch tổ chức đưa 31 trường hợp trên trở về địa phương. Thời gian dự kiến từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Theo đó, sẽ có phương tiện ô tô khách chở người, xe vận tải chở mô tô cá nhân và đồ dùng cần thiết của người dân. Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho các hộ dân này được về quê, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên quan tâm và phân công đơn vị đầu mối để phối hợp các ngành chức năng của tỉnh Long An
thực hiện đón người dân trở về địa phương trong thời gian dự kiến nêu trên. Thưa quý vị, liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có công văn đề xuất việc rút ngắn khoảng cách tiêm mũi 2 đối với người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca, Bộ Y tế cũng đã có công văn số 7820 ngày 20 tháng 9 đồng ý với đề xuất này. Bộ Y tế cho biết, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất AstraZeneca, sau tiêm mũi 1 từ ngày thứ 22, hiệu lực bảo vệ của vaccine đạt 69,2%, sau tiêm mũi 2 dưới 6 tuần, hiệu lực bảo vệ đạt 55,1%, sau từ 6 đến 8 tuần đạt 59,7%, sau 12 tuần đạt 80%. Nhà sản xuất hướng dẫn mũi 2 tiêm sau mũi 1 từ 4 đến 12 tuần. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo và Bộ Y tế cũng hướng dẫn khoảng cách giữa hai mũi vaccine này là từ 8 đến 12 tuần. Tuy nhiên, do nhu cầu phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh thành có thể quyết định rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm. Sở Y tế hướng dẫn cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch lên danh sách đối tượng tiêm chủng, thông tin đầy đủ cho người tiêm về tính an toàn, hiệu quả của việc rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm để người dân biết và tham gia nếu người dân đồng thuận. Việc rút ngắn khoảng cách tiêm chủng cũng phải báo cáo về Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế. Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác về công tác an sinh xã hội. Thưa quý vị, vào sáng nay, trong chuyến công tác tại Long An, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng đến thăm và tặng 7.500 khẩu trang y tế cho mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Với tấm lòng và tình cảm dành cho quê hương Long An, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đã đến thăm động viên tặng khẩu trang y tế cho cán bộ chuyên chức nhân viên tại một số cơ quan trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì vậy, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch trong tình hình mới. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trương Văn Nọ cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Thứ trưởng Lê Tấn Dũng dành cho tỉnh Long An nói chung và mặt trận các đoàn thể nói riêng, đồng thời cam kết sẽ sử dụng số quà tặng đúng mục đích, góp phần hiệu quả vào công tác phòng chống dịch. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Đặng Văn Lẩm, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đến tham gia trao tặng 500 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn tại huyện Cần Đước. Đây là hoạt động nằm trong chương trình 20.000 phần quà nghĩa tình, chia sẻ khó khăn giúp đỡ nhân dân tỉnh Long An phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Thiếu tướng Đặng Văn Lẩm đánh giá cao những nỗ lực của huyện trong công tác phòng chống dịch, chúc mừng địa phương đã chuyển sang vùng xanh, dần bước sang trạng thái bình thường mới. Đồng viên người dân cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh, chấp hành tốt quy định phòng chống dịch, mong muốn địa phương tiếp tục thực hiện tốt các phương châm phòng dịch, bảo đảm an ninh chính trị, phát huy tinh thần gắn bó quân dân trong công tác an sinh xã hội, tích cực quan tâm chăm lo cho người dân khó khăn, yếu thế, tạo mọi điều kiện để người dân an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống, góp sức cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức các đoàn đến thăm và trao 500 phần quà trung thu từ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trẻ em đang điều trị tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến trên địa bàn các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc và thành phố Tân An, tỉnh Long An. Mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng, bao gồm bánh trung thu, đèn lồng. Dù vẫn đang đối mặt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, song cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7 vẫn luôn nỗ lực chăm lo cho thế hệ mai sau, để các em có một mùa trung thu thật sự ấm áp, trọn vẹn nghĩa tình. Tại huyện Tân Hưng, sáng nay, Bí thư Huyện ủy Tân Hưng Lê Văn Hùng đến thăm năm mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn huyện. Tại mỗi gia đình, sau khi ân cần thăm hỏi về sức khỏe và việc sinh hoạt hàng ngày của các mẹ, lãnh đạo huyện đã trao tặng mỗi mẹ Việt Nam anh hùng 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 250.000 đồng để mẹ bồi dưỡng sức khỏe. Việc thăm hỏi các mẹ Việt Nam anh hùng trong lúc này là đúng với phương châm vừa chống dịch vừa đảm bảo công tác an sinh xã hội, đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo huyện đối với những gia đình đã cống hiến những người con thân yêu của mình trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Sáng nay, ngày 21 tháng 9, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã tổ chức lễ trao tặng xe cứu thương cho Trung tâm Y tế thành phố Tân An nhằm hỗ trợ kịp thời công tác vận chuyển, điều trị cho các bệnh nhân trên địa bàn thành phố. Trước đó, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã vận động ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn, Phó trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và Chùa Báo Ân, Úc Châu
hỗ trợ xe cứu thương cho Trung tâm Y tế thành phố Tân An trị giá 1 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An, trước nay Trung tâm Y tế thành phố Tân An chưa có xe cứu thương nên khi đại dịch xảy ra, công tác cấp cứu vận chuyển bệnh gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế. Vì vậy, việc hỗ trợ xe cho ngành y tế hôm nay là việc làm rất ý nghĩa. Thành phố Tân An tri ân những tấm lòng chung tay góp sức và hứa sẽ sử dụng hiệu quả nhất xe cứu thương mà Giáo hội Phật giáo đã trao tặng. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng đã vận động Phật tử trao tặng ngành y tế Tân An 100 túi thuốc hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, hơn 6.000 viên vitamin C500, 10.000 viên paracetamol, 110 bộ quần áo bảo hộ, 2 máy tạo oxy và 40 van thở oxy. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên sự ủng hộ thiết thực về phương tiện, vật tư y tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An sẽ góp phần tăng cơ hội đưa các bệnh nhân đến cơ sở y tế sớm nhất, từ đó kịp thời cứu sống người bệnh. Những nội dung tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay, tỉnh Long An mang Tết Trung Thu đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong phần tin thế giới, Mỹ nới lỏng hạn chế đi lại với Liên minh châu Âu và Anh. Thưa quý vị, sáng nay, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, đơn vị huyện Cần Giuộc gồm các ông Phạm Văn Bốn, ông Phạm Thanh Tâm, ông Đỗ Thanh Hùng và ông Võ Trần Tuấn Thanh có buổi tiếp xúc cử tri các xã Long Phụng, Đông Thạnh, Phước Lại, Phước Vĩnh Tây, Phước Vĩnh Đông, Tân Tạp, huyện Cần Giuộc. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm việc tiêm vaccine cho người dân, tổ chức chi trả kịp thời theo nghị quyết 68. Cử tri phản ánh một số dự án trên địa bàn huyện kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, đề nghị thu hồi các dự án chậm triển khai, hạ thế các tuyến đường điện nông thôn. Thay mặt đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Văn Bốn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Cần Giuộc tiếp thu, ghi nhận và giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng thời, ông chia sẻ với những khó khăn của bà con cử tri trước tình hình dịch bệnh COVID-19. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục vận động nguồn lực, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, đồng thời tổ chức chi trả các trường hợp lao động tự do được hỗ trợ theo nghị quyết số 68 kịp thời, đúng quy định, không bỏ sót đối tượng. Cùng ngày, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, đơn vị huyện Cần Giuộc gồm ông Nguyễn Phước Hùng, bà Nguyễn Hồng Mai cũng có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn xã Mỹ Lộc, Phước Lâm, Phước Hậu, Long An và Thuận Thành. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các ngành chức năng sớm công bố chính thức dự án đường 827E đi qua địa bàn huyện Cần Giuộc để người dân biết đầu tư sản xuất, xây dựng nhà cửa, đề nghị tỉnh quan tâm làm hệ thống thoát nước trên tuyến đường 835. Cử tri kiến nghị các ngành chức năng có chính sách hỗ trợ cho nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cũng như hỗ trợ test COVID-19 cho người dân khi đến khám bệnh tại các bệnh viện. Những ý kiến kiến nghị của cử tri được đại diện chính quyền địa phương giải trình trong phạm vi thẩm quyền. Các kiến nghị còn lại được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, ghi nhận để trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Thưa quý vị, đón Tết Trung Thu trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nên mùa trăng năm nay với các em thiếu nhi sẽ là một mùa trăng đặc biệt. Các hoạt động vui Trung Thu không thể tổ chức rộn ràng như mọi năm, nhưng các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh Long An đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, giúp cho các em có một mùa Trung Thu vui tươi, ý nghĩa. Toàn tỉnh Long An hiện có trên 369.000 trẻ em dưới 16 tuổi, gần 3.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 12.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Trung thu năm nay, các địa phương trong tỉnh không tổ chức đêm hội trăng rằm như hàng năm, mà thay vào đó là các hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tổ chức chỉ việc dừng lại ở cái việc mà thăm hỏi rồi tặng quà cho trẻ em. Và tùy theo cái điều kiện mà ở từng ngành cũng như là từng địa phương thì có một cái sự huy động để tổ chức các hoạt động Trung thu cho phù hợp với cái tình hình chống dịch hiện nay. Tỉnh thì cũng có tổ chức những cái đoàn để đi thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em rơi vào cái có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Và tổng số phần quà mà chỗ quỹ bảo trợ trẻ em phân bổ cho cấp huyện đó là 2.600 phần quà, tương đương 1 tỷ 3. Ngoài ra có một cái điểm nữa đó là hiện nay thì có một số trẻ em là vì ở trong các cái khu cách ly cũng như là cái bệnh viện dã chiến thì ở một số nơi cũng cái tổ chức và để
chúc Tết Trung Thu rồi tặng quà cho các em. Rồi đây sẽ có nhiều mùa Trung Thu khác khi chúng ta kiểm soát và chiến thắng được dịch bệnh COVID-19. Trung Thu năm nay là Trung Thu đặc biệt, Trung Thu của năm COVID, nhưng trẻ em trong tỉnh vẫn luôn được chính quyền, người lớn chăm lo và hơn hết là bảo vệ các em an toàn trong dịch bệnh. Tết Trung Thu là dịp mà trẻ em vẫn luôn háo hức chờ đợi. Tuy nhiên thì do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên mùa trăng tròn năm nay sẽ đặc biệt hơn đối với nhiều em nhỏ khi không có các hoạt động vui chơi trước đèn. Nhiều gia đình đã tự tổ chức Trung Thu ngay tại nhà thay vì đưa trẻ đến những nơi đông người như mọi năm. Với mỗi người, mỗi gia đình đều có cách riêng để đón Tết Trung Thu trong không khí ấm cúng, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch. Tự làm lồng đèn bằng vật liệu sẵn có, cùng nhau bày biện mâm cỗ tuy giản đơn, không đầy đủ như mọi năm, nhưng đây có lẽ là một cái Tết Trung Thu đáng nhớ nhất đối với gia đình cô Bùi Thị Ngọc Hà tại phường 6 thành phố Tân An. Đặc biệt, mang lại sự gắn kết, niềm thích thú, nụ cười rạng ngời trên gương mặt của con trẻ. Đón Tết Trung Thu ở nhà vẫn vui, đây còn là dịp để các thành viên trong gia đình có khoảng thời gian sống chậm bên nhau. Thì tôi chở cháu với mẹ cha rồi ông bà cháu rồi đi ra công viên chơi vui lắm, rồi năm nay dịch bệnh rồi thôi ở nhà tổ chức cho cháu ở nhà, rồi cũng có bánh Trung Thu rồi bông hoa trái cây rồi cũng đầy đủ, mà đều mình làm ở nhà thôi, rồi làm đèn ở nhà tự sáng chế ra làm chứ không có mua được luôn. Nó rất là thích, nó xách nó chơi nãy giờ đó, nó thích lắm. Mong cho dịch bệnh mau qua đi rồi đặng cho mấy đứa nhỏ, mấy đứa cháu nó Trung Thu nó được vui vẻ chơi lồng đèn đi chơi, còn giờ thôi mình tổ chức ở nhà. Con đón Trung Thu ở công viên, ngoại dẫn con đi chơi, còn năm nay là con ở nhà, con đốt Trung Thu ở nhà luôn. Dẫu không có sự nhộn nhịp như mọi năm, nhưng Tết Trung Thu năm nay vẫn ấm áp tròn đầy, bởi tùy theo điều kiện hoàn cảnh mà các gia đình có cách chăm lo cho con trẻ phù hợp. Tết Trung Thu có lẽ vì thế mà trở nên khác biệt hơn, đúng nghĩa là Tết của tình thân, sum vầy, hạnh phúc và san sẻ yêu thương.